chơi đi chứ. Thôi bị cái mõm lại. Thôi là bị cái mõm lại. Thôi chơi cái mõ ra hoài. Nhưng mà cái mõ đẹp phải khoe chứ. Khoe mà hơi hơi cái mỏ rồi bòi. Hả? Order rồi mình để đó. Order biến nhau. Bớt sân si. Bớt tạo nghiệp. Dễ thương mà cái nấy không dễ thương. Bữa thứ hai vẫn mang. Bữa thứ hai vẫn mang. Bữa nào không mang. Chê đó chị. Chờ nó mới khỏe đúng không? Chê. Ê cái cô này mà đi trong trẻ thôi đó Ngọc Hiền. Cô này mà đi trong trẻ thôi đó. Giọng nói nhỏ nhẹ có cảm tình phái luôn. Không, cái cô vệ sinh rất mà khó chịu. Ăn đi chị. Con Ngọc nó ăn sô cô la đồ, ăn bánh ăn kẹo đồ đang giảm vậy. Ăn suốt là do chị Nguyệt Sử đi mua đồ đó. Không rủ em đi thì chị đi một mình à. Ngọc nói chứ. Rồi mày Nguyệt mua hộp sau mày để trưa mày ăn thì răng chứ. Nguyệt mày ăn sau chưa? Đừng nói trưa mày ăn chứ. Trời đất ơi. Không biết hỏi con kia. Gì chị? Cái cậu nó cũng ăn đứng biết vậy ơi. Mùa quân cấp à. Ít bữa mà không thấy cái Exeter của Hoàng Long đâu là biết rồi đó. À lậu chiếc winner. Nó lậu xí gì căng ghê bay. Lành mạnh kia hơn đó. Lành mạnh đi. Không có khi là ta có nát.
rồi. Chị về trước mà. Sao biết được. Ví dụ bảo vô mà trúng ngày chủ nhật được không? Bảo lựa lựa ngày. Không biết á. Ví dụ như có vô thì trúng ngày chủ nhật dùm cái. Để mấy ngày khác đi lại kiếm cơm. Hai bà dành lộn môn nghĩ lắm ngay nó đang liếng là gó lại là đẻ cái chân này ngựa gấu vậy á nó đẩy ra còn một chân kia là hắn giữ cái cục đó lại. Xa lắm mà lạnh nhát nữa chứ. Chị nhậu ở Đà Nẵng không đi đâu hết. Không đi Hội An. Hội An đi mất chán rồi. Không. Nhậu mà đi xa không bao giờ nhậu nha.
20. Trời đất ơi. Nhưng mà thằng Tú chỉnh kỹ đó. Tú leader đó nghe. Tú leader. Như bên mình đó hỏi chứ. Mày có đứa vậy đó. Mà người ta không có tiếng nói luôn. Chị không có tiếng nói luôn. Chị nói vậy, chị đang nói vậy gì vậy? Sao tự nhiên ngày quá em chưa nghe đọc trước vậy ạ? Kệ em.
myself crazy.
sâu vào người đừng ngại nắm bàn tay này kì. Anh đang muốn đến và xác nàng đi. Bằng cuộc bậc của phố mình vẫn thường qua. Anh và em thôi chúng ta thôi mà. Oh baby, trong một giây và em muốn nắm lấy đôi tay. Để từng cảm xúc này đây, nói ra ta một giây hoa thật thà. Oh baby, trong một giây và em muốn nắm lấy đôi tay. Để từng cảm xúc này đây, nói ra ta để đưa em về nhà. Nên là em chỉ cao, cứ nhau mãi mãi không được.
tình yêu này cùng với vạn vương. Dù là trời nắng hay mưa ở trên đỉnh đầu, thì anh vẫn muốn hát, muốn nói với em vài câu. Cùng chỉ nguyện ước đôi ta mãi bền lâu, dù là bão tố phong ta vẫn bên nhau. Chị dưới góc phố bên khung cửa sổ, anh tự nhận mình si tình ngây ngô khi mà mặt trời xuống, khi mà đêm lên có trong mình và nỗi nhớ không tên. Như ánh mắt của em cùng đôi môi đồng cảm khi cho anh bao nhiêu đêm ngày bao đêm say đắm. Em giải thoát anh khỏi sự cô độc, trái tim này chờ đợi một ngày được em từ ghé thăm. Chị u em làm tim anh bao thông báo kì chi cu chê baby yêu em anh thật chắc. Girl you make it move, em thì không thích bị làm phiền. Em muốn tình yêu thật cùng nhiên, anh thấy không phải không nhiều chuyện. Đặc biệt không vô duyên u yeah, cuộc sống này thật vui ghê. Tình yêu này thật say mê, nụ hôn này đầy đam mê. Ok ooh yeah, cuộc sống này thật vui ghê, làm mọi thứ mà mình đam mê. Hơn ghét thôi bỏ qua để ok. Bao nhiêu đêm mình vẫn luôn mong cầu, hình bóng em vẫn luôn ở trong đầu. Em yên tâm mình vẫn luôn bên người, có em như thêm hạnh phúc ở trên đời. Đừng lo lắng, có anh đây, anh vẫn sẽ luôn ở bên em mỗi giây. Anh sẽ làm xô tan đi băng giá, sẽ không phải buồn vì kỷ niệm ở trước đây. Anh chỉ thích được làm kẻ đắm say khi được nắm tay em vào mỗi buổi chiều, thích cạnh em và ngồi nghe em nói trong khi thói quen của em là dối nhiều. Đến với anh mơ, mơ về một ngày, ngày mà mình dạo bước tay trong tay. Ooh, baby you, your little princess, nụ cười đang làm cho camera lên cũng thấy ghen. Our time has never been less, I just want you to be my little princess. Và ngày em mai có muốn đi cùng anh, mình cùng đi về nơi chỉ có hai ta, mình cùng sống cuộc sống như ông bà ta. Thank you.
ra tan nhỉ. Là ông ở đâu con đang qua nhỉ. Bởi vì là cháu của ông Santa nhỉ. Nên anh mới có em làm vần quà. Vậy biết em không ở đây đâu. Chẳng còn có em trong vòng tay đâu. Nhưng anh vẫn muốn em nghe được giai điệu này. Vì em có mơ cho tới những con người mới khiến em hài lòng.